Trang cá nhân của Quang Hải bị hack. Sáng ngày 23 tháng 6, trang cá nhân của tiền vệ Nguyễn Quang Hải xuất hiện dòng trạng thái lạ. Nhiều người hâm mộ đặt nghi vấn số 19 tuyển Việt Nam bị tấn công trang cá nhân. Nội dung dòng trạng thái đề cập đến việc người này đe dọa sẽ tiết lộ những vấn đề riêng tư của Quang Hải cho công chúng. Tài khoản Nguyễn Kiên bình luận: thấy nghi nghi đó, thường thì Quang Hải em ấy viết có dấu, nhưng bài này thì không. Không thể nói Quang Hải cố tình viết vậy được, vì đó là thói quen. Chưa đầy 30 phút sau khi được đăng tải, dòng trạng thái đã có gần 7.000 lượt bày tỏ cảm xúc, hàng trăm bình luận và lượt chia sẻ. Ở phần bình luận, nhiều cổ động viên tỏ ra phẫn nộ với hành động này. Tài khoản Mai Mèo bình luận: cuộc sống đời tư của mỗi người như thế này là vi phạm quyền riêng tư cá nhân của Hải. Tài khoản Giang Giang chia sẻ: sao lại có người bất lịch sự xâm phạm đời tư của người khác thế nhỉ? Nếu anh là người hâm mộ Quang Hải thì anh cũng đừng làm quá đáng, còn không thì đừng lấy đấy làm trò vui. Dù tốt hay xấu thì cầu thủ chúng ta chỉ nên quan tâm trên sân bóng thôi nhé, chứ việc riêng người ta thì kệ người ta. Sau đó, người tấn công trang cá nhân của Quang Hải tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội của tiền vệ này để đăng tải những tấm ảnh và đoạn chat liên quan đến những nội dung riêng tư. Thời gian gần đây, chuyện đời tư của tiền vệ số 19 là thường xuyên được cộng đồng mạng đem ra bàn tán. Sau khi công khai mối quan hệ với Huỳnh Anh và cùng cô dự lễ trao giải quả bóng vàng 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, Quang Hải cùng bạn gái phải chịu không ít áp lực ngoài sân cỏ. Quang Hải lên tiếng sau khi trang cá nhân bị tấn công. Tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội lên tiếng. Sáng ngày 23 tháng 6, trang cá nhân của Hải đã gặp vấn đề. Hải đã làm việc với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sự việc này. Sử dụng trái phép và phát tán những điều riêng tư của người khác lên mạng xã hội là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền cá nhân và pháp luật. Trang cá nhân của Quang Hải xuất hiện dòng trạng thái lạ, nhiều người hâm mộ đặt nghi vấn số 19 tuyển Việt Nam bị tấn công trang cá nhân. Nội dung dòng trạng thái đề cập đến việc người này đe dọa sẽ tiết lộ những vấn đề riêng tư của Quang Hải cho công chúng. Bên cạnh đó, Quang Hải cũng nhắc nhở người hâm mộ cẩn trọng hơn trong việc quản lý thông tin cá nhân, đồng thời lên án những hành động trái pháp luật. Cảm ơn những sự tư vấn cũng như sự cảm thông mà các bạn đã dành cho Hải, ngôi sao của tuyển Việt Nam nói thêm. Đặng Văn Lâm, Việt Nam muốn đạt đến đẳng cấp hàng đầu châu Á. Thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ, giấc mơ của mọi cầu thủ là được đến World Cup. Tôi hy vọng có thể thực hiện điều đó với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi muốn đạt đến đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu Á, chứ không chỉ dừng lại ở Đông Nam Á. Cơ hội dự World Cup ngay ở giải đấu diễn ra sau đây 2 năm của đội tuyển Việt Nam có thể xem là chưa khả thi. Tuy nhiên, việc lọt vào nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á đối với Việt Nam lúc này là nằm trong tầm với. Hiện tại, sau 5 trên 8 lượt trận bảng G vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm, hơn đội xếp sau là Malaysia 2 điểm. Nếu đạt kết quả tốt ở 3 lượt đấu cuối cùng, Văn Lâm cùng các đồng đội sẽ tạo nên thành tích chưa từng có trong lịch sử vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam, đó là đi đến vòng loại cuối cùng. Đó là ở cấp độ đội tuyển quốc gia, còn về cấp độ câu lạc bộ, Văn Lâm thổ lộ: sẽ thật tuyệt vời nếu tôi được dự AFC Champions League và đối đầu những câu lạc bộ xuất sắc nhất châu Á. Bên cạnh đó, thủ thành Việt Kiều cũng bày tỏ hy vọng rằng mình có thể được chơi ở những câu lạc bộ hàng đầu châu lục thay vì chỉ ở lại Moulton United. Mục tiêu của tôi là đạt đến trình độ cao, có thể chơi bóng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Văn Lâm nói. Hiện tại, Văn Lâm đang được Moulton United cho nghỉ một tháng từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7, sau đó mới quay lại tập luyện, chuẩn bị cho ngày bóng đá Thái Lan thi đấu vào đầu tháng 9. Tận dụng kỳ nghỉ này, Văn Lâm đi du lịch ở một hòn đảo nổi tiếng tại Thái Lan do không thể về Việt Nam trong bối cảnh các đường bay quốc tế chưa mở vì dịch Covid-19. Huấn luyện viên Paul Scholes tiết lộ bí quyết thành công khi làm việc ở Việt Nam. Tròn 18 năm về trước, vào ngày 22 tháng 6 năm 2002, bóng đá Hàn Quốc tạo nên dấu mốc lịch sử khi đánh bại Tây Ban Nha sau loạt đá penalty để giành quyền lọt vào bán kết World Cup. Nhân dịp này, The AFC.com đã có cuộc trò chuyện với huấn luyện viên Paul Scholes tại Hà Nội để hồi tưởng lại một thành tích đáng nhớ của ông khi ông còn là trợ lý của huấn luyện viên Gus Hiddink tại đội tuyển Hàn Quốc. AFC mở đầu bài viết: giờ đây, thành tích ấn tượng của ông Park Hang-seo với tư cách huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam là điều được mọi người nhớ đến mỗi khi nhắc đến vị chiến lược gia này. Tuy nhiên, nhiều người quên mất rằng trong quá khứ, ông từng nằm trong ban huấn luyện đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002. Đó là lần đầu tiên châu Á đăng cai một kỳ World Cup, cũng là lần đầu giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức ở hai quốc gia.
và với huấn luyện viên Pauzer, ký ức về hành trình lọt vào bán kết World Cup 2002 vẫn luôn in sâu trong tâm trí ông. Còn nhớ tại giải đấu năm đó, Hàn Quốc đã xuất sắc đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Mỹ và Ba Lan, sau đó tiếp tục vượt qua Italia ở vòng 1-6, Tây Ban Nha ở tứ kết và chỉ dừng bước trước Đức ở bán kết. Hồi tưởng lại những ký ức của 18 năm về trước, huấn luyện viên Pauzer trải lòng. Không dễ để tôi có thể chọn ra một ký ức đặc biệt nhất ở FIFA World Cup 2002, bởi vì chính giải đấu đó là một trải nghiệm rất đặc biệt trong sự nghiệp huấn luyện của tôi rồi. Đó không chỉ là khoảng thời gian quan trọng mà còn thực sự là những ngày tháng hạnh phúc với tôi. Mỗi khi nghĩ về kỳ World Cup đó, tôi vẫn luôn cảm thấy xúc động và hạnh phúc về những trải nghiệm mà mình có được. Đó thực sự là một giải đấu có ý nghĩa với tôi và cả đất nước Hàn Quốc. Trên thực tế, Hàn Quốc đã có 5 lần tham dự World Cup cho đến trước năm 2002, nhưng chưa khi nào vượt qua vòng bảng. Việc bổ nhiệm ông Geun Suk Ding làm huấn luyện viên trưởng mang theo kỳ vọng lớn của bóng đá Hàn Quốc vào việc có thể lọt vào vòng knock-out World Cup. Để giúp vị chiến lược gia người Hà Lan hoàn thành được mục tiêu đó, những trợ lý người Hàn Quốc như huấn luyện viên Park Hang-seo có vai trò vô cùng quan trọng. Huấn luyện viên Park Hang-seo kể lại, khi Geun Suk Ding được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng, ông ấy nói trong buổi họp báo ra mắt rằng sẽ giúp đội tuyển Hàn Quốc gây chấn động thế giới. Nhưng vào thời điểm đó, chưa có ai thực sự hiểu được ông ấy sẽ làm gì và làm như thế nào. Chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào vòng knock-out và đã làm được. Đến trận gặp Italia ở vòng 1-8, mọi người hiểu rằng đây là một đội bóng hàng đầu thế giới với những cầu thủ có tố chất kỹ thuật vượt xa chúng tôi. Vì thế, khi chuẩn bị cho trận đấu này, huấn luyện viên Geun Suk Ding tập trung vào khía cạnh tinh thần của các cầu thủ, thay vì chú trọng quá nhiều vào chênh lệch trình độ. Ban huấn luyện chúng tôi cố gắng để tăng cường sự tự tin cho các cầu thủ. Tới vòng tứ kết, Hàn Quốc tiếp tục phải chạm trán một đối thủ khó nhằn là Tây Ban Nha. Sau 120 phút thi đấu căng thẳng, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu và tại đây, đội chủ nhà tiếp tục tạo nên địa chấn khi giành chiến thắng với tỷ số 5-3 chung cuộc. Huấn luyện viên Pauzer nói tiếp, đến trận gặp Tây Ban Nha, không rõ ông Hiết Điên nghĩ gì, nhưng các trợ lý người Hàn Quốc chúng tôi thì khá thoải mái vì mục tiêu ở giải đấu đã được hoàn thành. Về phía cầu thủ, dù gần như kiệt sức sau vòng 1-8, nhưng họ vẫn tập luyện chăm chỉ. Chúng tôi chuẩn bị cho tất cả các tình huống, bao gồm cả việc phải đá luân lưu. Đến lúc chọn người để đá penalty, chúng tôi cần những cầu thủ có tinh thần thực sự vững vàng. Park Si-sung khi đó còn là một cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm, nhưng Geun Suk Ding vẫn tin tưởng vì nhìn thấy sự tự tin bên trong cậu ấy. Tôi vẫn luôn nhớ sự quả quyết đó của ông ấy. Cũng vì thế mà đến tận bây giờ, khi nhắc lại những ký ức về World Cup 2002, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn luôn dành sự biết ơn đối với huấn luyện viên Geun Suk Ding, người đã giúp ông có những bài học quý giá khi dẫn dắt một đội tuyển quốc gia ở quốc gia khác. Đó cũng chính là tiền đề để giúp thầy Park có được cách làm phù hợp khi tới Việt Nam và sau đó đạt được dấu ấn đáng nhớ. Tôi học được từ huấn luyện viên Hiết Điên rất nhiều điều. Ông ấy có sự hiểu biết về văn hóa của đất nước mà mình tới làm việc, luôn dành sự tôn trọng cho đất nước, con người và văn hóa Hàn Quốc. Tôi thấy ông ấy luôn cố gắng không biết mệt mỏi để tìm hiểu về văn hóa bóng đá tại quê hương chúng tôi, qua đó để huấn luyện viên và cầu thủ có thể hiểu nhau nhất trong tập luyện và thi đấu. Ngày ấy tôi cũng cố gắng học hỏi về các kiến thức, cách tiếp cận với từng trận đấu từ huấn luyện viên Hiết Điên để có thể sử dụng cho sau này. Nói chung, làm việc với Geun Suk Ding giúp tôi rất nhiều để có thể làm việc ở Việt Nam. Đó là vì khi mới tới đây, tôi cũng là một người nước ngoài và cần phải tìm hiểu về văn hóa con người nơi đây. Tôi luôn nhấn mạnh những trải nghiệm cùng Hiết Điên, bởi đó là điều giúp tôi có thể làm tốt công việc ở Việt Nam. Huấn luyện viên Pauzer kết lại. Thank you.